Rồi, xin chào các bạn. Thì như các bạn đã thấy thì nãy Nhận đã test cho các bạn tiếng bô nổ quy lực như thế nào. Thì xe giờ đã về cửa hàng Honda Hồng Đức 10 bên mình, và hôm nay đã có giá bán thực tế luôn, và cho bán luôn nha các bạn. Nói chung là các bạn có thể là tham đến, có thể là tham gia coi xem xe và lấy xe được luôn. Báo hôm nay thì Nhận sẽ báo giá nè, rồi chương trình 0% lãi suất duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10, và tổng hợp cho các bạn những chương trình khuyến mãi tại hết Honda ha. Thì hôm nay Nhận sẽ kết hợp là soi chi tiết luôn ha. Thì đầu tiên là Honda đã thay đổi thiết kế tí xíu phần đầu đèn các bạn, được thiết kế thon gọn lại ở phía trước. Thì các bạn hay than phiền về vấn đề là cái phần đầu trước đó các bạn, nó dạng như là nó lòi ra cái hàm gan thỏ rất là xấu xí các bạn á. Thì ở phiên bản này là Honda đã chơi lớn là bỏ cái phần đó luôn, và bỏ hàm gan thỏ xấu xí và thay thế ở trong là thiết kế dạng như tổ ong này các bạn. Đó, tổ ong như thế này thì nó tạo cho xe mình nó thiết kế dạng như là mạnh mẽ và phong cách đầy thể thao nữa các bạn. Đó, các bạn thấy là Nhận đã thiết kế, nói chung là Nhận đã soi cho các bạn thấy ha. Ở phần trước thì các bạn thấy là nó thiết kế dạng như là góc cạnh nhiều hơn các bạn. Ở phiên bản này nó góc cạnh nhiều hơn so với cái phiên bản đời trước là V2 đó các bạn. Thì đối với cái phiên bản này nó có nhiều góc cạnh như thế này, khi mình sử dụng xe rồi đó, mình chạy ra những cái khu vực nhiều ánh đèn nó sẽ ánh lên những cái góc cạnh, nó tạo cho xe mình nó rất là thể thao mạnh mẽ luôn. Và thêm cái thay đổi thiết kế nữa là cái phần đèn xi nhan nè các bạn. Phần đèn xi nhan nó sẽ, các bạn ở trước các bạn hay chê là cái phần đèn nó sẽ lòi ra ngoài á, ở phiên bản này nó sẽ tích hợp nhỏ gọn rồi các bạn luôn ha. Đó, thì hồi trước mình các bạn mua xe thì các bạn hay nhất chung là phải chế bóng đèn nhỏ này nọ. Ở phiên bản này thì Honda đã thiết kế lại rất là nhỏ gọn các bạn luôn, nó rất là đẹp. Thì Nhận thấy nó rất là đẹp, nó rất là phù hợp so với vóc dáng của xe nè, và cái dàn áo của xe nó rất là vừa vặn luôn các bạn. Đây, tại vì do hãng thiết kế mà nó rất là vừa ha. Rồi ở phiên bản này thì các bạn thấy là cái những cái yếm xe các bạn thấy là nó thiết kế là dạng như là khí động học hơn đó các bạn, nó tạo cho xe mình nó đầy mạnh mẽ và giống như dòng xe của phân khối lớn nha các bạn. Rồi ở đây Nhận sẽ mở cái thiết kế cho các bạn mở lên luôn ha. Ở phiên bản V3 này các bạn, nó có thiết kế cho mình hệ thống khóa thông minh nè. Ở phiên bản trước thì các bạn hay hỏi vấn đề là bản V3 có hay không đó, thì ở phiên bản này là có luôn nha các bạn, có hệ thống khóa thông minh smart key. Thì hôm nay là Nhận sẽ mở các bạn thấy luôn ha. Nó có ba chức năng các bạn, giống như dòng xe của SH-MO và SH-Lớn đó các bạn, chứ không phải là giống như của Vision đâu. Hiện nay cái này Nhận thấy là nó rất là sang trọng luôn nha các bạn. Thì cái giá trị của bộ khóa thông minh này nó tương đương tới khoảng 5-6 triệu đó các bạn. Rồi, cái này có chức năng là tắt nguồn, mở nguồn nè, tìm xe nè, với lại chống trộm nữa các bạn. Đó, thì đồng hồ này được nó lấy thiết kế giống như là dòng của CB đó các bạn, CBG đó các bạn. Đó, cái đồng hồ giống hệt luôn ha. Rồi full 5 bảng nha các bạn. Nó thi công full 5 bảng luôn, với cái thông số các bạn thấy là nó rất là dễ nhìn luôn. Rồi, có những chi tiết các bạn thấy là sắp xếp khoa học ha. Rồi từ là thông số km nè, đo xăng nè, đầy đủ các bạn luôn. Nói chung là rất là dễ nhìn, giúp cho các bạn là quan sát dễ hơn ha. Rồi thì Nhận sẽ báo giá cho các bạn luôn. Thì ở cái phiên bản thôi mình Nhận nói thêm những cái thay đổi tiếp đi. Rồi ở cái phiên bản này nó có thiết kế cho các bạn là cái cổng sạc USB đó các bạn. Thì với cổng sạc USB này, ví dụ như là mình có hay sử dụng mà mình quên sạc á, thì ở đây là cái nguồn cấp điện tốt nhất cho điện thoại của mình, lỡ như trong trường hợp mình gấp rút nha các bạn. Rồi Nhận sẽ báo giá luôn nha. Thì ở cái phiên bản này, V3 này, nó chia ra làm 3 phiên bản. Phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt và phiên bản thể thao. Nó chỉ có 3 phiên bản thôi, không giống ở phiên bản trước. Thì giá hiện tại là phiên bản tiêu chuẩn là bên mình bán là 46.090.000. Thì đối với cái giá này Nhận thấy là hoàn toàn hợp lý luôn. Tại vì nó tích hợp cho các bạn là nhiều chức năng hơn. Ví dụ như là khóa thông minh nè, rồi cổng sạc nè. Nói chung là rất là nhiều tiện ích cho các bạn. Cái giá này cũng cực kỳ hợp lý cho các bạn luôn ha. Phiên bản tiêu chuẩn là 46.090.000. Kế tiếp là phiên bản đặc biệt. Phiên bản đặc biệt là trên màn hình các bạn đang xem là phiên bản màu đỏ đó các bạn. Thì giá hiện tại là bên cửa hàng bên mình là 49.090.000 nha các bạn. Rồi phiên bản thứ ba là phiên bản thể thao, giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 50.490.000. Rồi kế tiếp là bên mình đang có cái chương trình là 0% lãi suất luôn, duy nhất tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 bên mình.
Thì cái chương trình này các bạn cần phải trả là 30% giá trị xe thì các bạn sẽ được hưởng là chương trình 0% lãi suất luôn nha các bạn. Thì cái chương trình này là do bên công ty Hồng Đức bên mình đã hỗ trợ cho các bạn mua xe. Đây là không phải chương trình của Honda, cho nên là chỉ có cửa hàng bên mình mới có, cho nên là các bạn muốn mua xe dòng V3 này mà 0% lãi suất thì hãy đến cửa hàng Honda Hồng Đức bên mình ha. Và kế tiếp là quà tặng theo xe. Thì quà tặng cho xe là bao gồm các bạn là trị giá 1 triệu đồng là bao gồm là nón bảo hiểm, áo gió, 2 lít rưỡi xăng, tặng thêm 2 năm bảo hành là 5 năm bảo hành. Và cuối cùng là các bạn sẽ kiểm tra định kỳ, các bạn sẽ được giảm là 50% phí duy nhất cho 6 lần kiểm tra định kỳ. Mỗi lần kiểm tra định kỳ mình sẽ được giảm là 50% phí duy nhất. Và cuối cùng là mình được tặng thẻ cứu hộ của Honda Hồng Đức. Ví dụ các bạn mình sử dụng xe 9-10 năm chẳng hạn mà lỡ vấn đề trục trặc thì bên mình luôn có nhân viên kỹ thuật cao đến cửa hàng, đến nhà của mình để chăm sóc xe của mình là tận nhà luôn các bạn. Rồi, clip của Nhận đến đây là kết thúc rồi. Thì hẹn gặp các bạn ở những cái video tiếp theo các bạn. Thì các bạn nếu thấy clip của Nhận cập nhật giá thường xuyên hay và bổ ích, có thể là để lại giúp Nhận một lượt đăng ký để sau này Nhận sẽ cập nhật giá thường xuyên hơn cho các bạn ha. Rồi, Nhận xin chào và cảm ơn các bạn ạ.